Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với ngài Thomas Vilsack, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, USDA, để thảo luận về các vấn đề hợp tác kinh tế thương mại song phương và khu vực. Tại buổi làm việc, hai bên ghi nhận những thành tựu nổi bật trong hợp tác thương mại thời gian qua, với tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt hơn 123 tỷ đô la Mỹ, tăng 11% so với năm 2021, qua đó đóng góp tích cực vào quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam cũng bày tỏ những quan ngại liên quan đến những hạn chế tiếp cận thị trường Hoa Kỳ và tần suất các vụ việc phòng vệ thương mại ngày càng gia tăng đối với các sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu của Việt Nam. Do vậy, đề nghị USDA trao đổi thêm với các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ để có đánh giá khách quan, công bằng và phù hợp với thực tiễn sản xuất tại Việt Nam hiện nay. Bên cạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, Bộ trưởng đề nghị Hoa Kỳ tăng cường đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, chế biến thực phẩm, sản xuất các máy móc thiết bị nhằm hiện đại hóa lĩnh vực nông nghiệp. Về phía Hoa Kỳ, Bộ trưởng Thomas Vilsack đồng thời cho biết Hoa Kỳ sẽ ưu tiên thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác nhằm xây dựng hệ sinh thái kinh tế, đầu tư hiệu quả và bền vững, qua đó tạo động lực mới cho phát triển kinh tế khu vực.